Đợi anh, tình yêu của em, mong người sẽ quay về. Đợi anh, tình em tan vỡ, người ơi hãy nhớ. Nước mắt sẽ làm bờ mi héo rồi, thương nhớ sẽ làm trái tim tôi tình. Người ơi, tình em nát tan, cơn mộng dở dang. Tình ơi, tình như cánh chim bay tận đến chân trời. Người ơi, người gieo thương nhớ, tình em đã lỡ. Cô nghiêng bước lại, người vẫn bước đi, cô giữ. Hey, xin chào các bác nhá. Ở trong clip này thì em sẽ có vài cái con vang số của hãng Chipad Audio. Chipad Shiso thì nó là một các bác nhé. Chipad là đời trước, thì sau nó chuyển sang Shiso. Sau cái đời 980 này chuyển sang đời 1080 thì nó sẽ chuyển sang Shiso các bác nhé. 1080 thì bên Việt Nam mình hay gọi là 1080 đấy. Còn đây là những cái con Chipad 980. Nếu mà là Chipad ấy, thì nó chỉ có mã 980 nhé. Còn Mota 998A này không phải đời cao hơn 980 đâu các bác nhé. Mà là cái hãng Mota này nó mua lại cái ruột gan về, nó in cái tên thương hiệu của nó vào, nó in cái model của nó vào là 998A luôn. Còn 998A với 980 nó là một các bác nhé. Đấy, nó chạy chung một phần mềm là phần mềm của 980. Các bác có thể để tải trực tiếp phần mềm ở trên trang chủ chipad.com.vn ở bên Việt Nam. Còn trang chủ bên Trung Quốc là chipad.cn. Đấy. Ruột gan đây, quá là đẹp luôn. Vài con này thì đấy, những con mà màu đen này nó rất hay bị cái lỗi mà mất 1-2 nét cái chữ ở màn hình này các bác này. Đấy, nhưng mà con này chỉnh hoàn toàn ở trên phần mềm các bác nhé. Cái này nó không ảnh hưởng gì cả, nó không ảnh hưởng gì đến con vang cả các bác nhé. Đấy, nó gọi là nhìn nó xấu hơn cái con bình thường một tí xíu thôi. Thì con này em sẽ bán rẻ đây cho các bác chơi nhé. 1.600.000 một con, em bao gồm phí vận chuyển, bao ship và cài đặt cho các bác 4 chế độ nhé. 4 chế độ các bác có thể gọi 4 nút này, 1, 2, 3, 4 này. Đấy, 1.600.000 một con các bác nhé. Giá là vang và em cài đặt cho các bác 4 chế độ, chưa bao gồm dây jack các bác nhé. Đấy, bây giờ thì các bác nghe em thử, tại vì sao em test có mỗi một loa thôi. Đấy, tại vì có đôi loa này em mới mua lại thanh lý được của một bác khách ở gần nhà nhé các bác nhé. Đấy, do bác ấy chuyển công tác nên là bác ấy không ở đây nữa, thế là bác ấy thanh lý toàn cả bộ luôn. Thì em lấy đôi loa đẹp thì em lấy về. Đôi loa này bác ấy mua tầm khoảng 2 năm trước. Đấy, cái mã này là cái mã mấy năm trước thì nó cũng là loa mới các bác nhé, nó cũng là loa mới thôi. Nhưng mà đôi này nghe hát rất là hay. Và cái này em nghe anh em chuyên hàng mới nói là bản giới hạn đấy, bản giới hạn, người ta 2 năm trước người ta chỉ làm bao đôi là người ta không sản xuất nữa. Bây giờ các bác đã nghe thử em test cái nhạc của nó các bác nhé. Bây giờ em cắm cái loa ấy, các bác thấy em rút loa ra phát là hết kêu luôn. Đây, nội thất của nó các bác này. Tép to, sáng, tiếng sáng hay. Em bán cho các bác với giá là 7 triệu đồng nhé. Giá 7 triệu đồng chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Và em chỉ bán quanh miền Bắc, gửi xe khách được cho nó nhàn các bác nhé. Đấy, gửi xe khách thì em chỉ quấn ni lông em gửi xe là xong. Chứ còn em không ship miền Nam các bác nhé. Không ship xa, không ship Viettel. Đấy, loa là đẹp zin hết. Tại vì người ta hay đi làm, người ta rất là ít dùng luôn. Con này ship Viettel thì chắc là phải rất là nhiều công. Tháo hết ra đóng rời bát với thùng. Này từ có to, từ 19. Thì các bác nhìn cái củ từ có to, từ nó nặng. Đấy, nhắm đi ship Viettel thì em đến 80-90% là gãy xương rồi. Thế này em bán cho anh em nào quanh miền Bắc, tại vì có mỗi đôi. Quanh miền Bắc gửi được xe khách thì bán vừa nhàn cho hàng mà vừa nhàn cho người bán. Đấy, loa zin đét 100% nhé. Loa thì em bao cho các bác tiếng hay vượt tầm tiền luôn. Hay vượt tầm tiền của nó luôn các bác nhé. Mà phân tần đây. Đấy, loa hình thức còn rất đẹp. Thùng gỗ sơn sần chắc chắn. Đấy, bây giờ các bác nghe thử tiếng nhạc của nó nhé. Thì em thử tiếng mic cho nó xem. Và các bác nghe trên cái con vang Chipad 980 các bác nhé. Cổng quang, phần mềm đầy đủ, ruột gan đẹp như mới luôn. Đấy, nó chỉ mất 1-2 cái nét này không ảnh hưởng gì đến con vang các bác nhé. Tại vì cái con này các bác chả ai mua con này, các bác chỉnh tay cả. Tay các bác chỉ chỉnh quay những cái volume to nhỏ của mic nhạc và effect thôi. Thì những cái volume ấy thì nó lại còn nguyên vẹn hết. Đấy, 1.600.000 một con bao ship, có nghĩa là tính giá trị thực tế còn vàng thì nó chỉ rơi vào tầm 1.500.000 thôi các bác nhé.
Đây, bây giờ em cắm cái loa này vào đây thì nó lại kêu bình thường các bác nhé. Em thử tiếng mic rồi cho các bác xem nhé. Đấy, tiếng mic rất là sáng, nhẹ, dễ hát các bác nhé. Em bao cho các bác là hay vượt tầm tiền luôn. Giá chỉ có 7 triệu đồng thôi và có duy nhất một đôi. Ở bác nào có nhu cầu về mặt hàng nào thì liên hệ với em số điện thoại 0967851866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.